kính thưa mọi người một thể lệ. Cơ bản thì game này là nhìn hình và đoán vật phẩm. Sally đi trước nha. Đây, tôi để ở giữa là này. Ờ, ok. Sally, hình đầu tiên đi. Ừ, hình đầu tiên đi. Tôi kiểu nó giống hai cái thanh sắt xong rồi có đầu có cuối, kiểu giống như cái đồ dùng thí nghiệm hay gì á. Vậy kết quả là nó giống kiểu mà cái thí nghiệm để hai bên xong rồi mình cho người mình vô ấy. Rồi luôn, Sally ngay câu đầu tiên là sai rồi nha. Hả? Rồi đã sai rồi thì ta sẽ xoay xoay vòng thử thách. Đây, để xem là thử thách nào. Ok, nói cái câu chào mừng anh về nhà á. Okaerinasai. Gohan ni shimasu ka? Ofuru ni shimasu ka? Saretomo watashi? Nói nè, sao đi nè, nói đi. Okaerinasai, anata. Gohan no taberu? Ofuru ni suru? Saretomo watashi? Ok ya. Ok ya. Ok ya. Còn được nghe chào cái này chứ. Tiếp theo là là Mika sẽ đoán cái này. Chúng ta nhìn hôm nay Thanh Long. Thanh Long nó không đen như thế này. Thanh Long nó phải sáng hơn chứ. Này chắc là gấu bông ấy. Hoặc là cái phần nào đó ở gấu bông nó có cái hình này chăng. Tôi đoán thế. Ok, xem đáp án nào. 3, 2, 1. Lần đầu tiên trái thanh long có trong mì tôm. Hả? Hả? Ở đây trái thanh long. Đứa nào đã đè đây. Ok, để tớ xoay thử thách. Thì nó không giống thanh long ấy. Không hề luôn. Thử thách số 7 là liếm mặt đối phương. À, chuẩn bị chưa? Ok. Rồi nha, liếm mặt đó nha, này liếm mặt đó nha. Ok.